Thì đây, em lên video ngày hôm nay thì sẽ quay test thử tiếng nhạc và nô thử một vài tiếng mic cho các bác anh em nghe thử cái phần echo nó có thực sự mượt mà như quảng cáo hay không. Đầu tiên thì em sẽ thử nhạc cho bác anh em. Đây, các bác nhìn cái nút đây em vẫn chỉnh. Đấy, mở nhạc lên nhé. Màn hình nhé. Với cái phần nhạc thì so với cái dòng vang chuẩn loại 1 thì em đánh giá là nó cũng gần tương đương với nhau. Nhưng về phần echo sẽ thử tiếng mic cho bác anh em. Em anh em về em lấy cái mic 60 này chống hú thì nó hay hơn. Khi mà các bác mà hát lên thì nó không khi mà cái chống hú nó hoạt động nó không bị ém tiếng như những cái dòng cái vỉ chống hú trước. Nó có một con IC xử lý rất là hay. Đây em để tiếng mic cho bác nhá. Thử tiếng mic cái con mic dây này, sao chắc Pro 700. Đấy. Con mic dây hàng bình dân. Đấy, quay cho bác nhá. Thử tiếng cho bác anh em nghe thử xem. Giọng hơi khàn khàn nhưng mà các bác có thể là nghe để test nghe thử cái phần vang nhại của nó nhiều hơn. Chứ nhiều anh em bảo rằng nghe giọng như giọng thuốc nào thế thì đúng chuẩn là như thế các bạn, giọng hơi khàn khàn. Đây thử một vài tiếng cho bác nhá. Alo. Alo 1 2 2 3 4 5 6 6 7 lơ. Về cái phần echo cap này thì nếu như anh em mà chưa quen với cái việc echo cap thì nhiều bác bảo là về nó bị nhại nhại kiểu dạng như nó nhại lần rưỡi nhại hai lần ấy. Thì đây là cái dòng vang có sử dụng echo cap thì các bác hát nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ mượt mà hơn rất nhiều các bác nhé. Đấy. Nhiều anh em thì đang sử dụng những con như con vang đời cũ thì nó chỉ là vang cái phần echo bình thường thôi chứ nó không phải echo cap như những dòng Lex 60 này. Đó. Thử tiếng mic này, tiếng nhạc cho bác anh em nghe thử về em này nhé. Và một lần em sẽ mở lại cái mạch bên trong, bởi vì nhiều bác thì anh em có thể là đang không xem video trước, em đã mở sẵn luôn cho bác anh em để tham khảo lại cái video trước nhé. Đấy, cái vỉ mạch chống hú các bác nhìn này, đấy có cả con xử lý rất ở đây luôn. Dòng cũ này không có đâu. Vỉ mạch chống hú xịn sò rất nhiều bác nhé. Đấy. Nguồn chuẩn 5 giây này. Và cái xử lý giải mã digital này. Đấy. Hiện đại hơn. Đấy, những cái chân này đều được mạ rồi các bác nhá, được mạ vàng rồi. Rất là đẹp. Đầy đủ cổng quang Bluetooth điều khiển có rất nhiều tính năng cho bác anh em này. Quay cụ thể điều khiển hơn cho bác. Có các chọn thể loại nhạc để nghe này. Đấy. Chọn các cổng đầu vào USB, Bluetooth, cổng quang. Đấy. Rồi là tăng giảm âm lượng, tắt tạm thời. Rồi có hiệu ứng khi mình hát karaoke, có thể để như là tiếng hoan hô này, tiếng vỗ tay đầy đủ đây các bác nhé. Rồi một đoạn video ngắn để test thử em Nexus X60 Plus. Các bác nào có nhu cầu thì còn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em. Và giá thì em sẽ vẫn để trên phần tiêu đề cho bác anh em tiện theo dõi các bác nhé. Anh em đang xem thì nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh. Xin mời các bác, xin mời em.